chưa đến phiên chợ hè, MU đã có sự bổ sung lớn. Thống kê khiến MU lo ngay ngáy khi gặp Sevilla. Real Madrid tranh mua Harry Kane với MU. Người hâm mộ Paris Saint-Germain lên kế hoạch tấn công Messi. Chưa đến phiên chợ hè, MU đã có sự bổ sung lớn. Manchester United chuẩn bị đưa ra quyết định lớn về mặt nhân sự ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chuẩn bị mở cửa. Theo The Mirror, Manchester United sẽ trao cho giám đốc điều hành của Adidas, Matt Hargreaves, một vai trò quan trọng trong đội ngũ tuyển dụng của họ tại Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng. Thông tin này đã được tuyên bố. Quỷ đỏ phải đối mặt với một kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng trước mùa giải thứ hai của Erik ten Hag. Một số mục tiêu đã được xác định trước cửa sổ, nhưng các cuộc đàm phán sẽ do một người mới dẫn đầu. Theo Telegraph, Hargreaves đã được bổ nhiệm làm giám đốc đàm phán bóng đá của câu lạc bộ và sẽ trở thành người thay thế trực tiếp cho Matt Jude, người từng làm việc cùng Ed Woodward trước khi ông ra đi. Người đàn ông mới sẽ tiến hành các cuộc đàm phán về mặt chuyển nhượng cho câu lạc bộ và sẽ bắt đầu trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hargreaves từng là giám đốc tiếp thị của hãng đồ thể thao khổng lồ Adidas của Đức, nơi vai trò của ông liên quan đến các cầu thủ và tuyển trạch viên. Anh ấy được cho là có mối quan hệ trước đó với Quỷ đỏ sau khi đóng vai trò trong các cuộc đàm phán khi Adidas trở thành nhà cung cấp trang phục thi đấu của câu lạc bộ trước mùa giải 25-26. Anh ấy được cho là sẽ rất bận rộn khi đến sân Old Trafford khi Quỷ đỏ cố gắng bổ sung vào đội hình đã có ở câu lạc bộ. Một số mục tiêu đã được xác định với một tiền đạo tên tuổi và có khả năng là một tiền vệ khác trong danh sách mua sắm. Mặc dù vậy, United đã gặp phải những trở ngại đáng kể liên quan đến một vài mục tiêu chính của họ. Một trong những người có thể được triệu tập để lấp chỗ trống tiền đạo ở câu lạc bộ là Harry Kane của Tottenham. Ngoài các vụ chuyển nhượng sắp tới, còn rất nhiều việc phải làm liên quan đến các cầu thủ hiện đang trong hợp đồng. David De Gea sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải hiện tại và có thể chuẩn bị chia tay sân Old Trafford. 10 cầu thủ khác bao gồm cả Marcus Rashford sẽ thấy hợp đồng của họ hết hạn chỉ sau hơn một năm, với Hargreaves dự kiến sẽ đóng một vai trò to lớn trong cuộc đàm phán gia hạn. Thống kê khiến MU lo ngay ngáy khi gặp Sevilla. Huấn luyện viên Ten Hag bày tỏ sự lo ngại khi gặp phải đối thủ giàu kinh nghiệm như Sevilla ở tứ kết Europa League, trong khi thống kê cho thấy MU chưa từng thắng câu lạc bộ này trong quá khứ. Theo kết quả bốc thăm tứ kết Europa League 2022-2023, MU sẽ gặp Sevilla, đội bóng giàu thành tích nhất ở Europa League với 6 lần đăng quang vào các năm 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 và 2020. Dù mùa này MU đã đánh bại 3 đội bóng Tây Ban Nha trên đường vào tứ kết là Real Sociedad ở vòng bảng, Barcelona và Real Betis ở vòng loại trực tiếp, nhưng Sevilla sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo thống kê, Quỷ đỏ chưa từng đánh bại đối thủ này trong 4 lần đối đầu ở quá khứ, trong đó có 3 lần tại Cúp châu Âu và một trận giao hữu. Tại vòng 1/8 Champions League mùa 27-28, MU hòa không đều trên sân Sevilla trước khi thua 1-2 ngay tại sân nhà và bị loại. Sau đó, đến mùa 20-21, MU tiếp tục thua đối thủ này 1-2 ở bán kết Europa League. Bản thân huấn luyện viên Ten Hag cũng tỏ ra e ngại khi lá thăm đưa MU gặp Sevilla. Chắc chắn là một vòng đấu khó khăn, Sevilla có rất nhiều kinh nghiệm ở Europa League. Đây là một kết quả bốc thăm tôi không chờ đợi, huấn luyện viên của Quỷ đỏ chia sẻ. Mọi đối thủ từ giai đoạn này đều rất mạnh, bạn phải chơi thứ bóng đá tốt nhất để hy vọng đi tiếp, huấn luyện viên Ten Hag thêm vào. Theo lịch, MU sẽ đá trận lượt đi với Sevilla trên sân nhà vào 2 giờ sáng 14 tháng 4, sau đó đá lượt về vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Real Madrid tranh mua Harry Kane với MU. Truyền thông Anh đưa tin huấn luyện viên Carlos Ancelotti của Real Madrid quan tâm đến việc chiêu mộ Harry Kane sau khi Tottenham tiếp tục chơi thất vọng ở Cúp châu Âu. Daily Mail cho biết lợi thế của Real đến từ việc Tottenham chỉ muốn bán Kane cho một đội bóng ngoài Premier League. MU là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến trường hợp của đội trưởng tuyển Anh. Tuy nhiên, chủ tịch Daniel Levy của Spurs không muốn để ngôi sao chủ lực gia nhập đội bóng kình địch. Kane ghi 20 bàn sau 27 trận ở Premier League mùa này. Dù Tottenham thi đấu không ổn định, anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Việc Spurs liên tục trắng tay càng khiến tuyển thủ người Anh muốn ra đi sau khi mùa giải này khép lại. Kane đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với 270 pha lập công. Dù vậy, anh vẫn chưa được nâng cao bất kỳ chiếc cúp nào. Hợp đồng của Kane với Tottenham còn thời hạn đến hè 2024, không kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Spurs muốn gia hạn hợp đồng nhưng quyết định cuối cùng thuộc về chân sút này. Trong trường hợp Kane quyết tâm rời Tottenham, Real có thể vào cuộc và đàm phán vào tháng 1 năm 2024. Khi đó, Los Blancos có cơ hội chiêu mộ tuyển thủ người Anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Kane không phải là chân sút duy nhất nằm trong tầm ngắm của Real. Kylian Mbappe và Erling Haaland là hai tiền đạo khác được đồn đoán có thể gia nhập đội chủ sân Bernabeu trong tương lai. Trong đó, Mbappe cũng có thể đầu quân cho Real theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2024. Athletic tiết lộ, Real đang chuẩn bị ký thêm một năm hợp đồng với Karim Benzema. Chân sút người Pháp vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống tại Tây Ban Nha và chưa có ý định rời đi. Sau 15 trận ở La Liga mùa này, Benzema ghi 11 bàn và góp 3 kiến tạo. Người hâm mộ Paris Saint-Germain lên kế hoạch tấn công Messi. Huấn luyện viên của Paris Saint-Germain, Christopher Galtier, đã nói về kế hoạch của người hâm mộ câu lạc bộ
cố tình huýt sáo các cầu thủ sau khi họ bị loại khỏi UEFA Champions League, đặc biệt là nhắm vào Messi. Ông lớn thành Paris đã bị loại khỏi cuộc thi lớn với thất bại chung cuộc 0-3 trước Bayern Munich ở vòng 16 đội Champions League. Các nguồn tin cho biết có những người hâm mộ cực đoan của gã khổng lồ League One đang lên kế hoạch huýt sáo, chế giễu những cầu thủ như Messi do anh không thể tạo ra ảnh hưởng trước Bayern. Huấn luyện viên Cartier đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Phát biểu trước cuộc đụng độ với Stade Rennais vào ngày 19 tháng 3, ông nói với AMC Sports: "Vì lý do gì mà phải huýt sáo và phải làm những trò bẩn thỉu tấn công chúng tôi? Đây là những người hâm mộ không biết suy nghĩ vì chúng tôi đã cố gắng hết mình. Chúng tôi bị loại vì Bayern Munich đến với phong độ tốt hơn Paris Saint-Germain rất nhiều trong cuộc đối đầu tay đôi này. Và nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ có những biện pháp can thiệp. Không chỉ Messi, các cầu thủ của Paris Saint-Germain phải được đối xử như những vị vua." Paris Saint-Germain bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League năm thứ 2 liên tiếp và lần thứ 5 trong 7 năm qua. Tuy nhiên, người Paris đang đứng đầu bảng Ligue 1. Họ hiện có 66 điểm sau 27 trận và hơn đội xếp thứ 2 là Marseille 10 điểm. Trước trận đấu với Rennes tại Ligue 1, huấn luyện viên Christopher Cartier của Paris Saint-Germain đã đưa ra đánh giá về đội bóng. Ông ca ngợi sự tổ chức trận đấu của đội bạn. Phát biểu trước cuộc đụng độ tại Parc des Princes, ông thầy người Pháp cho biết họ cũng gặp khó khăn trong trận đấu, họ mất cầu thủ quan trọng Martin Thierry. Tuy nhiên, Rennes là một đội được tổ chức rất tốt. Điều này đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt đi. Có rất nhiều cầu thủ mà tôi đánh giá cao ở Rennes. Tôi rất thích cái cách mà họ theo đuổi sự nghiệp của mình. Cartier nói thêm, họ đôi khi vẫn rất khó đoán, nhưng Rennes có rất nhiều khả năng gây ra vấn đề. Họ đang có những cầu thủ xuất sắc và chiều sâu đội hình rất lớn. Rennes cũng có khả năng phòng thủ tốt. Chúng tôi sẽ phải có một trận đấu tốt và giành kết quả tuyệt vời. Rennes hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 47 điểm sau 27 trận. Đội bóng của Bruno Genesio đã thắng 2 trong 5 trận gần nhất tại giải vô địch quốc gia. Trong khi đó, Paris Saint-Germain bây giờ chỉ còn mục tiêu ở Ligue 1 bởi họ vừa bị loại khỏi Coupe de France và UEFA Champions League. Trong lúc đó, vào tháng 12 năm ngoái, sau khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022, Messi được cho là đạt thỏa thuận miệng để tiếp tục ở lại Paris Saint-Germain thêm một năm nữa. Tuy nhiên, hai bên chưa tiến đến việc ký kết hợp đồng. M10 sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6. Theo tờ Marca, Al Hilal ở giải Saudi Pro League sẵn lòng để đề nghị bản hợp đồng trị giá 234,5 triệu đô la Mỹ để thuyết phục Messi về thi đấu. Ai cũng biết Al Hilal muốn trở thành đối trọng của Al-Nassr, đội bóng đang sở hữu Ronaldo. Số tiền mà đội bóng lớn của Saudi Arabia trả cho CR7 mỗi mùa lên tới hơn 200 triệu đô la Mỹ.